Tiền qua nó không chịu hả? Dạ con gửi tiền đi nó không nhận. Là cái con phải gửi chị mấy chị gửi bao nhiêu? Dạ con gửi mấy ngàn cho con bé nó đóng đi học á. Mà tại sao nó không nhận được tiền đâu nó đóng? Thì con gửi sách tay ở chị Dân về bản. Không nhưng mà tại sao nó không nhận? Dạ nó biểu nó phải cần cái hồ sơ đi xuất cảnh gì đó. Có nghĩa rằng là khi mình gửi một số tiền lớn thì nó đòi hỏi phải có giấy tờ chứng minh lý do gì mà gửi tiền. Nhưng mà con thấy phức tạp, tôi xin cái giấy đó phức tạp quá, thành ra thôi con gửi chui. Dạ, qua bển rồi nó đóng rồi phải không? Dạ rồi. Chứ không phải rằng là nó không phải rằng là để gửi tiền cho xài mà để tiền đóng tiền học phải không? Dạ, gửi tiền đóng tiền học cho đó. Lên ngân hàng thành phố xin giấy phép nêu lý do. Ủa ai vậy? À vậy hả?
Hôm nay có đi bộ không chị? Hôm nay chị có đi bộ không? Có. Sao không thấy chị? 4:30 chiều á. À, không có đi sáng nữa hả? Chiều đi nó nóng. À, coi mấy cái miếng dăm gỗ này mà cũng phơi để làm củ chụm thì thấy rằng là nhà chùa rất là tiết kiệm tiền bạc. Tổ chức rất là ngăn nắp sạch sẽ. Không có bỏ phí cái nào hết. Năm nay là thầy Phú xây lại cái ngôi nhà mà để thờ bà. Hồi xưa do bà cố Tăng Thị Sư xây lên bên hông chùa Thái Nguyên. Cái phim hồi nãy thì thầy Phú đã bắt đầu xây dựng, bắt đầu đúc cột, đúc thành nhà lầu cái nhà đó. Để tiếp tục thờ bà theo ý nguyện của bà cố. Chị hai. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Giờ nào tôi đâu có thấy. Em mới về tới. Nãy giờ cậu đi lượn cái con mà cậu quay phim đi chứ đâu. Chịu đó. Yeah.
Thank you.